món ngon mịt thứ về thứ 11 ăn bánh xèo Hồng Kiếm 20.000 một cái. Từ trước đến nay, bánh xèo luôn là món ăn quen thuộc của người dân ta. Nhiều gia đình ở miền sông nước Cửu Long có truyền thống sum vầy bên lò bánh xèo, vừa đổ bánh vừa thưởng thức. Và đó thật sự là một lựa chọn thú vị cho các gia đình vào dịp cuối tuần, và đặc biệt nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Và hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ giới thiệu đến các bạn một địa chỉ uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, sạch đẹp để thưởng thức những chiếc bánh xèo thơm ngon mùi nước cốt dừa, bánh được đổ bằng lòng chảo to tại thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và đó chính là bánh xèo Hồng Kiếm. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bà chủ bánh xèo miệt thứ Hồng Kiếm. Hello chị. Bà chủ chứ. Chị ơi, mình bán bánh xèo lâu chưa chị? Mới 3 tháng rồi chị ơi. 3 tháng rồi, làm ngon không trời? Ngon chứ. Ngon mới có cách chứ, giờ tôi ăn rồi, thấy ngon không? Ngon, em thấy là em ngon rồi đó, nhưng mà không biết mọi người nói sao đâu, nhưng mà em thấy sạch nè. Chị đó là chất lượng, nó bán chị là chậm rẻ là chất lượng đó. Dạ, chị bán chất lượng lắm, yên tâm đi cưng. Dạ, chị bán từ thời điểm nào chị? Mấy giờ đến mấy giờ? Chị bán từ 10 giờ đến 3 giờ chiều, 4 giờ, 4 giờ. Giờ này là gần 2 giờ là sắp hết rồi đó. À, một ngày cho mình bán trung bình được bao nhiêu cái chị? 70 đến 100 cái hả chị ơi? Một cái nhiêu tiền? 20 ngàn. Để tính xem một ngày kiếm được nhiêu tiền ta? Chắc cỡ 300. 300 một tháng nhiêu ta? Chỉ cỡ 10 triệu. 10 triệu. Mình nhưng mà phải thức từ sớm để mình pha bột phải không chị? Hay là như thế nào? Sáng chị mới thức là chị làm là cỡ 9 giờ chị mới pha bột. Dạ. 9 giờ pha bột. Rồi nhận... những cái như này chị, những cái này là cái nhân đúng không? Ở đây mình có củ sắn. Nếu mà muốn ăn củ dừa được không ta? Có củ dừa thì tới 25.000 cái nha chị. Dạ, nhưng mà củ dừa thì mình sẽ làm như thế nào chị? Chị cũng mua củ dừa thì đi làm vậy đó. Mà nhầm bữa ở đây ít có củ dừa lắm. Lâu lâu mới có củ dừa làm. Tức là mình sẽ sắc nhỏ ra như vậy? Ừ, sắc nhỏ ra cũng như nhỏ ra cũng như củ sắn vậy đó, mà bự củ sắn chút. Dạ, nhưng mà nếu mình có phải xử lý để cho cái màu củ hủ dừa nó được trắng không? Không, nó vàng mất tiêu. Cái đó không, tại sao mình xử lý ra là nó hết ngọt rồi. À, tức là mình chỉ có cắt mỏng ra như vậy rồi sau đó là mình xào. Mình xào. Dạ. Còn cái này là gồm có thịt thịt. Thịt này là thịt thịt heo hả? Nhưng mà thịt thịt đùi hay thịt ba rọi hay thịt gì? Chỉ là thịt nạc không ạ. Thịt nạc luôn hả? Còn cái này là tôm. Và đây là bột. Bột pha sao chị, chia sẻ bí quyết được chị không? Mua con bột chợ giờ chị pha vậy thôi. Dạ. Mua con bột giờ là pha hả? Và một cái là 20 ngàn. Nhưng mà nếu mọi người muốn ăn thay củ sắn là củ hủ dừa thì một cái là củ hủ dừa thì cái 25 ngàn. Cái 25 ngàn, nhưng mà phải đặt trước cho chị phải không? Chị mới có củ hủ dừa mới mua được. Chứ ở đây ít có lắm. Ở đây có cửa hủ dừa nè, miệt thứ đang bán nguyên vườn luôn kìa, chị mua không em bán luôn đó chị. Chị nào khai ăn bánh thì chị mới làm đó, nhưng mà khó bán, chị bán này cho nó rẻ tiền, rồi vừa giá tiền à. Dạ. Vừa giá tiền người ăn à cưng ơi. Dạ. Ở đây mà, ở nông thôn. Nên đó chị bán 20 ngàn cái là vừa tối ăn à, chị bị hát. Dạ. Chị tiền của người dân ta ăn luôn à. Dạ. Rồi chị bán cái 20 ngàn nó không có củ dừa. Okay.
đi. Ok chị. Và đây là bánh khọt. Bánh khọt thì cái bột này mình pha nó có khác bánh xèo không chị? Khác bánh xèo đúng không? Cái đó là nước cốt dừa. Nước cốt dừa với tép với thịt. Với tép với thịt với hành. Ừ, đúng rồi. Ở đây hình như bà có ăn béo phải không chị? Đúng rồi, ở đây bà con thích ăn béo lắm. Hôm qua em ăn thì nó hơi béo quá đối với em. Nhưng ở đây người ta thích thơm. Người ta thích béo lắm Cưng ơi. Dạ. Quan trọng là béo. Quan trọng là béo đúng không? Ừ. Béo là quan trọng đúng không? Một ngày mình đổ được bao nhiêu cái bánh khọt hả chị? 700 cái bánh khọt. Cái gà hả? Nhưng mà thường thì mọi người đến, mọi người ăn thì mình mới đổ đúng không? Còn cái này là mình có đặt trước hết phải không? Mình làm mình đổ liên tục hả? Điện á, điện là mình đem giao thì nhiều chứ gì đó. Dạ, tại vì nếu bánh khọt mình để mà lâu quá thì nó sẽ không ngon. Nó mềm lắm, không ngon. Dạ, cái này là chị đắt hàng này, người ta gọi liên tục, mới đổ liên tục nè. Đổ liên tục, mình giao cho người ta. Tôi không kịp giao á, mình sợ vậy đó. Người ta dặn trước bây giờ có tiếng đồng hồ đâu mình ra được kịp giờ. Dạ. Và đây là cái thùng rau đó mọi người. Cô ơi mình mở ra đi cô. Wow. Cô ơi vì sao mình phải để rau trong cái thùng mốt này cô? Để cho nó tươi hả cô? À, thường người ta có bánh xèo ăn ngon là nhờ rau không cô? Rau ngon á, bánh xèo mới ngon. Vậy ở miền thứ thứ một rau của mình là mình ăn những rau gì hả cô? Ăn xèo thường thì cải xanh nè, cải tóc cá. Nên này là nguyên một dĩa phải không? Bây giờ để con kìa, để con khám phá cái thùng này coi. Cái này là đọt cách. Đọt cách. Cái này là mình hái ở trong vườn, ở trong rừng phải không? Rồi à, cái này là cải xanh. Cải xanh có thấy có cải xanh nhỏ chứ. Cái này lớn hơn luôn, ăn như nhau hết à. Mình ăn cái loại nhỏ hả cô? Con thấy ở trên Sài Gòn người ta ăn cái lá lớn á. Lá lớn quá không ngon. Rồi à, cái này là rau thơm. Rau thơm, rau nhiếp cá nữa phải không? Rau nhiếp cá, đầy rau nhiếp cá. Tất cả mọi thứ đều rất là tươi. Rửa rau 3-4 nước, rửa bánh xèo 3-4 nước sao ăn? À, rửa rau ăn bánh xèo, cô làm con hoang mang quá. Mình mấy rau, mình ít rau à. Dạ. Rồi, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Chuẩn bị, chúng ta sẽ ăn bánh xèo ngay bây giờ. Đây, đây mấy cô này đây, mấy cô này. Để ăn bánh xèo và chúng ta sẽ cảm nhận xem bánh xèo như thế nào. Ngày nào cũng ăn rồi, đứa nào cũng ăn chơi á, thôi khỏi khoai nó đi. Ăn gì nữa rồi. Vậy hả? Luôn hả? Vậy thôi để em ăn. Sáng nào nó đúng ăn, bây giờ nó ăn nó sẽ không cảm nhận được chính xác phải không? Sáng nào nó ăn gọi trên nó cứ ăn hai cái không đó. Một đứa ăn hai cái luôn hả? Ngày nào cũng ăn cái kia á. Bữa nào chị không bán là nó ghiền, nó buồn đó. Ủa vậy luôn hả? Mà cô chủ quán cũng ghiền luôn. Cô chủ quán cũng ghiền luôn hả? Này là khách mua mình ship cho khách hả chị? Mình có tính phí ship không chị ha? Không, ở khu vực thị trấn là chị ra chị mới đem, không có thiếu nữa. Một chục hộp bánh khọt hả, là 100 cái đó hả chị? Ôi hôm nay miệt thứ quay bán một chục hộp luôn tao ơi. Nước mắm rau. Và chị là shipper của anh bánh xèo này phải không? Chung nhà, ở chung nhà. Ở chung nhà luôn chị em buôn bán. Rồi bây giờ là mình
đem đi giao mình giao đâu lần chị? Khách có thì khách kêu thì mình giao cũng không, bây giờ làm 10 hộp này mình giao vào đâu? Chị khách đang đứng chờ. À chị khách đang đứng chờ luôn, khỏi phải đi giao phải không? Rồi, chúc mừng mọi người nha, làm ăn phát đạt. Bánh xèo bán ngày 1.000 cái là chị giàu rồi đó. Trời ơi, 1.000 cái cho là nổi luôn.